đây coi 105 nó quằn cái chỗ lầy nha các bạn. Đất này nó lầy nha. Máy này 105 nghe cái hàm bự dữ dằn. Chạy nghiêng nghiêng nghiêng. Coi nó chạy cái chỗ mềm, đất mềm. Cái bánh xích của 105 nó bự hơn cái bánh xích 70 các bạn. Nặng hơn. Okay. Không thấy chuột trời. D10 16,5 nó chạy xới đất nha. Máy này thì chạy chắc cỡ 24 lưỡi, máy Trung Quốc nha các bạn, máy Trung Quốc. Cái dàn xới này cũng của Trung Quốc luôn, nguyên công lê hộp số nhông rồi.
chạy rất là nặng nề ra. Cái ruộng mà mua cái máy này chạy là rồi tắt luôn, nó rất là yếu nha. Chạy rất là nặng nề. Tới hồi mà quay lại để cho nó nổ con đấm đuối. Chạy phải lội theo. Máy mà quay khó nổ dữ à. Trời, chạy khó đen không. Xới đất chuẩn bị xả lúa. Máy mới hết dầu, châm dầu vô để chạy. Thầy đang châm dầu vô. Máy này khá cũ nha, chạy chắc cũng cả có 6-7 năm. Cái đề 16,5 nha các bạn. Coi quay cái máy này nè, cái này nó không có bộ đề nha các bạn. Máy Trung Quốc nó không có bộ đề, quay bằng tay. Chất quất luôn. Này kêu gì nữa. Máy cài của Nhật thì chạy thì chỉ cần bật chìa khóa là nó nổ nha. Bật chìa khóa đề hiện đó là nổ. Bèn là nó đội cái quay cái đó, nó bèn cái đít lên. Bèn nó dở mấy cái dàn sới lên nha các bạn. Rồi, dính dưới đất luôn. Bèn nó nhóng cái dàn sới lên. Máy này hư luôn. Mới chạy được chút hư rồi.